Xin chào, tôi chào bà con cô bác. Tôi Tư Kiết ở ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, Châu Thành, Hậu Giang, có lên một clip mai để bán cho bà con trong dịp Tết. Thì mai Giảo Thủ Đức, thì cây mai số 1, số điện thoại thì 0984073654. Cây số 1 là vì có clip đầu thì bà con cũng thông cảm cho tôi cũng hơi lập dập không gành, nhưng mà con gắng ủng hộ cho tôi. Một cốc là tàn đều, nụ nhiều. Thấy đó, có hoành. Hoành là 22. Chiều cao là 1m7, ngang 1m4. Rồi cây số 1 là giá 1 triệu 7. Bao ship là 200. 200 cây số đó, bao chậu luôn. Cho bà con cái chậu. Rồi. Cây này là nụ là ngay Tết cho bà con luôn. Rồi đổi cây thì số 2. Rồi tiếp cây số 2 nha bà con. Thì trong này thân là rồi. Nụ là cũng nhiều cho bà con dịp Tết. Một tốt tàn tàn thông đó. Thì bây giờ là cây hoành. Hoành là 21. Chiều cao là 1m4. Chiều ngang là 1m3. Rồi. Cây này là 1,5 triệu nha bà con. Mã số 2. Cây này là nụ đều cũng đều, không có nhiều nụ chứ không ít. Nụ cứng khừ luôn. Nhưng mà cho bà con chưng ngay dịp Tết luôn đó. Thì bao ship là 200, tặng cho bà con cái chậu. Rồi đổi cây, cây số 3. Rồi cái này là cây số 3. Bà nghe bà con, cây này là cây số 3. Để đo cái hoành. Rồi đo hoành nha bà con. Hoành là 20. Rồi chiều cao. Chiều cao là 1m4. Chiều ngang là 1m3. Cây này là nụ cũng nhiều nha bà con. Rồi. Nụ là bà đẹp luôn, cho bà con chưng Tết thoải mái luôn. Giá là 1,5 triệu người bà con, cây mã số 3. Mã số 3 là giá 1,5 triệu luôn. Rồi đổi cây nha bà con. Không có nhổ cỏ kịp. Tiếp theo cây này là cây số 4 nha bà con. Cây số 4 là tàn tròn đều đẹp. Một cốt tàn thông luôn. Hoành là Hoành là 20. Chiều cao nha bà con. Chiều cao này là 1m3. Chiều ngang này là 1m4. Nụ thì cứng nụ nha bà con, nhiều lắm. Rồi cây này là cứng nụ luôn.
Rồi cây này là một triệu triệu rưỡi. Mã số 4, cây 1,5 triệu rồi bà con. Số điện thoại này là 0984073654. Rồi đổi cây luôn. Rồi tiếp nè bà con, mã số 5. Thì bán giá là lẻ và sỉ luôn. Bà con nào yêu cầu là 10 cây trở lên thì giá hữu nghị cho bà con. Thì cho bà con là trưng cái Tết, mai này là một cốt tàn thông là cho bà con luôn đó. Nó dảo Thủ Đức. Thì bây giờ đâu hoành. Hoành là 20 nha bà con. Chiều cao này là 1m6. Chiều ngang là 1m4. Chiều ngang 1m6, chiều cao 1m4 nha bà con. Rồi nụ là cứng nụ luôn. Một cốt tàn thông đó. Thì có gì sơ sót thì bà con cũng thông cảm qua, bởi vì mấy lần đầu tiên quay còn hơi lập dập. Thì cây cây này là cây mã số 5 là giá là cũng 1,5 triệu luôn. Bao ship 200 như tặng cho bà con một cái chậu. Rồi đổi cây. Rồi tiếp là cây mã số 6 nha bà con. Cho bà con là mà nụ nhiệt một cốt tàn thông. Mã số 6. Rồi đâu hoành nha bà con. Hoành này là 18. Chiều cao là 1m4. Chiều ngang là 1m3. Giá là 1,6 triệu nha bà con. Nụ nhiều. Tàn thông là cho bà con nó tàn nụ là rất đẹp. Một cốt tàn thông, nụ nhiều. Rồi đổi cây nha bà con. Rồi tiếp theo nha bà con, cây mã số 7. Thì cho bà con là quay một quận cho bà con coi. Đó. Mã số 7. Tàn đều, một cốt tàn thông cho bà con, nụ nhiều. Rồi đâu hoành nha bà con. Hoành là 19. Cao là 1m3. Ngang là 1m4. Rồi ba là giờ cây này cũng 1,5 triệu nha bà con. Đây là mã số 7. Bao ship 200 km, tặng một cái chậu cho bà con. Rồi đổi cây. Rồi tiếp là mã số 8 nha bà con. Cây mã số 8 thì tặng thông một cốt, nụ nhiều cho bà con là trưng dịp Tết. Rồi đo hoành nha bà con. Đây là mai dảo Thủ Đức. Hoành là 21. Chiều cao là 1m7. Chiều ngang là 1m5. Cho bà con là một cốt tàn thâm nha bà con, đẹp, nụ nhiều, nụ là rất đẹp luôn. Thủ Đức cây này là mã số 8 là giá 1,6 triệu nha bà con. Rồi đổi cây. Rồi tiếp nha bà con, cây mã số 9. Cho bà con quay coi một dòng, nụ rất nhiều, tàn một cốt tàn thâm, mai Thủ Đức nha bà con, mai dảo Thủ Đức. Rồi hoành cái đâu hoành nha bà con. Hoành là 21. Hoành 21.
là 1m7, bề ngang là 1m4. Bề ngang 1m7, bề ngang bề cao 1m4 rồi bà con. Nụ này rất nhiều, cây này thì nụ rất nhiều luôn. Cây mai này là cây mai này là mã số 9, giá là cũng 1,5 triệu nha bà con. Rồi số điện thoại là 0984073654. Rồi đổi cây nha bà con. Rồi tiếp là cây mã cây này mã số 10 nha bà con. Mã số 10. Mai cũng mà là một cốt tàn không, mai dảo Thủ Đức. Rồi hoành. Hoành là 23 nha bà con. Chiều cao là 1m7. Chiều ngang là 1m5 nha bà con. Rồi cây số mã số 10 này là cũng là 1,6 triệu. 1,6 triệu. Rồi bao là bà con 200 km, nhưng mà tặng cho bà con một cái chậu. Rồi đổi cây. Rồi tiếp nè bà con, cây mã số 11. Bà con là một cốt tàn thông, nụ hơi nhiều. Này là cho bà con là ngay Tết luôn. Rồi hoành. Hoành là 18 nha bà con. Cao là 1m5. Ngang là 1m4. Thì báo giá cho bà con là cây này là 1,5 triệu. Bao là 200 km, tặng cho bà con một cái chậu luôn. Rồi đổi cây. Rồi tiếp nha bà con, cây mã số 12 thì cho bà con là cái mai này thì chiều cao rất đẹp luôn, một cốt tàn không, mai dảo Thủ Đức. Thì cho bà con là ngày mai này là ngay Tết luôn, nụ rất nhiều. Bây giờ đó đồ hoành. Rồi đồ hoành nha bà con. Hoành là 22. Cao là 1m19. Ngang là 1m4. Bà con là gì chân Tết là ngay luôn, mà coi cây mai này là rất nụ rất nhiều luôn. Rồi cây này là mã cái mã số 12 là cũng 1,5 triệu nha bà con. Bà con chân cái Tết là thoải mái luôn, rất rẻ. Rồi đổi cây luôn. Rồi cây mã số 13 nha bà con. Cây mã số 13 này là một cốt tàn thông, cũng bây giờ mai dạo Thủ Đức luôn. Rồi quay để em đi. Rồi rồi hoành nha bà con. Hoành là 20. Rồi cao là 1m6. Ngang là 1m2 rồi bà con. Đây này một cốt tàn thông, rất đẹp, nhìn thấy rất đẹp luôn. Nụ thì nhiều.
Rồi bao hạn cho bà con là 200 km luôn nha. À. Một cái chậu. Báo giá là cây này là một triệu sáu nha bà con. Mã số 13 là 1 triệu sáu. Rồi đổi cây. Rồi tiếp nha bà con, cây này là mã số 14. Bà con là cây mai này là chi tàn đều đầy đủ luôn, nụ rất nhiều luôn. Bà con là bây giờ đo tờ quạnh. Quạnh là 22 nha bà con. Cây này thì rất đẹp luôn, tàn thì đều, nụ thì nhiều luôn. Bây giờ đó là chiều cao là 1m4, ngang là 1m3 nha bà con, cao 1m4, ngang 1m3, nụ rất nhiều, đều tàn, đều nụ nhiều luôn, cũng như gọi là muốn siêu nụ luôn rồi. Cây này nè, lực luôn. Rồi cây này là giá 1,7 triệu rồi bà con. Rồi đổi cây, số điện thoại của tôi là 0984073654 nữa. Rồi đổi cây. Rồi cây tiếp theo là cây mã số 15 rồi bà con. Cây mã số 15 này một cốt cũng toàn thông, nụ thì cũng nhiều nha bà con. Rồi quạnh luôn. Quạnh là 18 rồi bà con. Chiều cao là 1m5. Chiều ngang là 1m3 nha bà con. Cái này thì tàn thì cũng đẹp, rất đẹp luôn. Nụ thì cũng nhiều. Giá là 1,5 triệu nha bà con. Bao là 200 km. Tặng cho bà con một cái chậu. Rồi đổi cây. 14. Tiếp theo nha bà con, cây này là mã số 16. Cây này là mã số 16 cho bà con. Tàn thì rất đẹp, nụ thì rất nhiều luôn. Cho bà con là dệt là chân ngay cái tết luôn. Rồi hoành là 19. Cao là 1m4. Ngang là 1m3. Hình là rất đẹp luôn nha bà con. Rồi giá cây này là 1,5 triệu. Rồi bao cho bà con là 200 km với một cái chậu, tặng cho một cái chậu. Rồi đổi cây. Rồi tiếp tục nha bà con, cây này là mã số là 17. Cây này rất đẹp luôn, tàn rất tròn, nụ rất nhiều. Đây là mã số 17 cho bà con. Rồi quanh. Quanh là bà cho bà con là quanh là 26 nha bà con. Hoành là 26. Rồi chiều cao cây này là 1m4. Chiều ngang là 1m5 nha bà con. Cây này nụ là rất nhiều luôn, tàn rất đẹp. Bao cho bà con là 200 km một cái chậu. Số điện thoại của tôi là 0984073654 nha bà con. Cái này nụ rất nhiều luôn. Rồi cho bà con coi cây này là rất đẹp luôn, và mai và giảo Thủ Đức nha bà con. Rồi giá cây này là giá mã số 17 này là 1,8 triệu. Rồi đổi cây.
Rồi cây mà tiếp nghe bà con, cây mã số 18. Cây này là tàng, cũng tàng thông luôn, một cốt tàng thông, mai giáo Thủ Đức nha bà con. Nụ thì cũng rất nhiều. Rồi hoành. Hoành là 23 nha bà con. Gành 23. Chiều cao là 1m4 nha bà con. Chiều ngang là 1m3. Cây này là tàn thì cũng rất đẹp, rễ gốc rồi đầy đủ, chi rồi cũng đi rất đều. Nụ thì cũng rất nhiều, bà con có gì sơ sót thì bà con cũng thông cảm qua, bỏ qua cho tôi cũng mới. Mà cây này là cây mã số 18. Giá là 1,5 triệu nha bà con. Bao ship 2 km. Bao cho một cái, cho mà tặng một cái chậu luôn nha bà con. 200 km nổi cây. Rồi cây này là cây tiếp tục nha bà con, cây mã số 19. Cây này thì cũng một cốt toàn thông, nụ cũng rất nhiều cho bà con. Rồi tê hoành. Hoành là hoành là 21 nè bà con. Chiều cao là 1m4. Chiều ngang là 1m3 nha bà con. Cây này thì nụ giờ nhiều, rất nhiều luôn. Nụ về luôn đó. Cái này nó lật ra một cái là nụ thấy cứng cây luôn nha bà con. Rồi cây này là giá là 1,5 triệu nha bà con. Rồi đổi cây. Rồi tiếp nha bà con, cây mã số 20. Cũng một cốt tàn thông. Thì theo yêu cầu của bà con là miễn mà mua từ 10 cây ăn lên thì tôi xin tôi hạ giá cho bà con, là giá hữu nghị cho bà con. Rồi hoành. Hoành là 21 nè bà con. Cao. Cao là 1m5 nè bà con. Ngang là 1m3. Thì nụ là cũng rất nhiều, cây mai này nụ cũng nhiều. Mai này thì nụ rất nhiều luôn, rất đẹp. Số điện thoại tôi là 0984073654 nữa nè bà con. Rồi giá cây số 20 này là 1,5 triệu nè bà con. Cây rất đẹp. Rồi đổi cây. Rồi tiếp tục cây là số 21 nè bà con. Cây 21. Mã số 21. Tàn rất đẹp, tàn thông, tàn dù, tròn tàn, nụ rất nhiều. Cho bà con là chưng cái Tết, ngay Tết luôn. Rồi đồ hoành nha bà con. Hoành là 22. Hoành 22. Cao là 1m3 nha bà con. Ngang 1m4. Rồi cây mã số 21 này thì 1,5 triệu nha bà con. Rồi đổi cây. Rồi tới mã số cây 22 nha bà con. 22 là mã số này, cây cũng rất đẹp. Có một cốt toàn thông là cho bà con, nụ cũng rất nhiều. Rồi hoành. Hoành là 22 nha bà con. Hoành
mình 22, cao là 1m5, chiều ngang 1m4. Rồi bà con nào có yêu cầu mà số lượng nhiều thì tôi cũng giảm giá. Bà con từ 10 cây trở lên. Rồi giá cây này là cây 22 này là 1,5 triệu nha bà con. Cây cuối clip luôn. Rồi kính chúc bà con ăn Tết vui vẻ. Rồi hết. Xin chào bà con.